kia đằng phong, năm nay sông Gran cho một đợt, nửa ngày tới đập buôn khai mê sa, năm pi bận ở phải pi, bên liên mang đáp nâng sơn sơn ở tây bắc, tề và đà bản niệm, kế đệ ni tề vị. Bây giờ ta phan nạc ca bản nè nôm, bà rà bọ cả nạc ca mạc ca chết đêm chòm bọn chết nâng ơn trả chết bản đằng thá. Bị thi bọn chô chân nằm thơm mây bà bây nè chết khám mạ chân nằm khá. Chạc xa xa bà tử xa gà rách bì bọn bàm rồi học xa bà mùi. Bà cực xa gà rách bì bọn mà phải bì. Bà nâng bà bà tơi nè tam đầm nà bà sông rán đò chân nằm ní. Sông rán dô mọc đò thang ngay bà hòa. Đò bây gát khá chát trừ nâng thang ngay tì đập buôn khai mê xá. Năm pi bọn ở phải bí và liên mong đọc nâng xôn xôn tí bạc phổ này. Bà nâng nông nô nơi thang ngay bạc nông nô nơi thang ngay sọc đọc buôn ca khá chát trời nâng thang ngay tí đọc bàm khai mê xa năm pi bọn ở phải bí. Bà chỉ thang ngay vôn ở bọn. Rí á thang ngay sai thang ngay bà đọc buôn ca khá chát trời nâng thang ngay tí đọc bàm mùi khai mê xa năm pi bọn ở phải bí. Chỉ thang ngay lãng xác. Bằng cực xong kran bởi tháng ngày chọc đầy bộ rợi bố cho chân nằm khá chạc xóa xá to tờ ươi. Bà bật thang bây lên tờ tiết phong đá chân nằm ní tê vật đá chân nằm thơm ấy. Đã nâng riêng một bà khôn cực tật đầy bà rì chân ở chạc Campuchia trông bà niềm kệ rấy bà kệ rệ nấy tê ví phong đá. Bà dân này chờ riêng ra thạc bóng phôn chạm đọc ní hà chạy khí nít đạp hòn chạy khí nít đăng phóng. Bà xong kran chân nằm thơm ấy. Bà cho nửa ngày tỷ đập buôn khai mê xa và liên mong bà đọc nâng xôn xôn ở tỷ bật. Tê bà đà chân năng thamay bà niếm kệ rệ nây tê vị. Bà thờ chẳng phương bà mê ni đá khi miên tài bà nè tê bà xong mò cún xôn trượt lý.